Đàn ông. Đàn ông. Đàn ông. Đàn ông. Thật khó khi là đàn ông. Sinh ra là phải mạnh. Ai cũng nghĩ rằng chúng ta thật mạnh mẽ, nhưng mà không phải như thế. Bởi vì đàn ông cũng có nhiều nỗi khổ, không biết phải chia sẻ cùng ai. Là đàn ông, chúng ta luôn luôn nhìn về một tương lai tươi sáng, dù hiện thực có khó khăn thế nào. Là đàn ông, bằng cách này hay cách khác, chúng ta luôn luôn muốn thể hiện cá tính của mình. Nhưng mà mọi việc thường không dễ đến như vậy. Đau đầu nhất là chuyện tiền bạc này. Công việc, rồi cả những lúc bị người ta hiểu nhầm nữa. Khó thật, phải nghĩ ngợi nhiều. Là đàn ông là như thế đấy. Nhưng mà bạn biết gì không? Ngoài kia vẫn có một nơi mà đàn ông được thoải mái chia sẻ tâm sự của mình. Một nơi mà đàn ông được phép quên đi tất cả những bộn bề trong cuộc sống. Ở đấy vẫn có những kẻ hàng ngày miệt mài lắng nghe những tâm sự và ra sức để làm cho những người đàn ông tự tin hơn. Người ta gọi những kẻ đó là những gã thợ cạo. Mà người này ở Việt Nam người ta gọi là thằng cắt tóc. Nhưng mà bạn hãy nhìn gương mặt hạnh phúc của những anh chàng này đi. Những thằng cắt tóc ấy đâu chỉ cắt tóc không, mà họ còn lắng nghe những tâm sự và tiếp động lực cho những người đàn ông đang cắt tóc kia. Động lực để sống, để vui vẻ. Để tự tin. Một mái tóc được cắt, một cuộc đời thay đổi. Sự tự tin vào mái tóc không những giúp họ tìm được người con gái mình thích, mà còn giúp họ tự tin thể hiện những điều tốt đẹp bên trong mình ra với những người xung quanh. Với gia đình, nghề thợ cạo là thế đấy. Cứ khách về là lại thấy buồn, lại thấy đơn độc. Lại bị
dị nghị. Nghề này ở Việt Nam người ta cũng có coi trọng đâu. Lại làm bạn với cái kéo, với cái tông đơ và với chiếc ghế cắt tóc thân thuộc của mình. Nhưng mà bạn biết không, niềm vui lớn nhất của một gã thợ cạo là giúp những người đàn ông khác tìm được sự tự tin. Bởi vì tất cả những